Rồi đưa lên đây bằng cái ép của mình. Mừng Tết đến và lập đến nhà nhà. Cái nhà dần cần cho hồng trắng tươi. Cúc cụ giò này trống luôn trống tò này con chú. Gần lần đông kết trang. Đúng rồi. Chị Nguyễn hai bộ phải không? Dạ, có một bộ trong bảy. Tết đến và lập đến nhà nhà. Cái nhà dần cần cho hồng trắng tươi. Để mà bữa giờ nhớ còn bộ gấu không hết trời. Gấu hết rồi. Chân đen tròn chùa chữ ấp bên chép ông chữ chữ chân 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 đến chân chân có mọi người ngồi đi hỏi lòng chung chung mày đứng chứ chung mày đến chứ tăng chân chân đến chân chân chung đến tăng chân à tự nhiên nghe bật bật đi ô chi cũng có chim mà muốn dùng trả góp cái làm gì nha chân chân mẹ ơi anh chi ơi mẹ ơi đứng đến tụng tu cái trong nghĩ là quá thương mi cái trống như mẹ nó áp lực quá áp lực đây vậy không thích nước hả khát nước nhưng mà con kia nó đi tay nó đi mà thế tụi mày cho tao cái bì nên đừng bộ biết đường mày đồ tay quắn lại trời ơi lỡ hết này đô la ơi sao bi nó cắn con lỡ ngư hết vậy bi ở sao cắn em lỡ ngư hết chị bi có cắn lỡ rồi đâu cắn miếng bít tao con xuống chơi chị bi theo đồ nghe mấy chị nha tết rồi tập trung thôi bộ này còn còn bộ này chốt với chị Trinh vỏ chị Trinh vỏ trăm bảy cho khỏi bán nữa à tối hôm qua quên xe mã này chút nữa đăng tiếp mã xe rồi chút like xong nhớ dặn đăng tiếp mã xe nha anh Phước đang đi chở cục hàng về Trang chắc nửa tiếng rồi tới nơi đi mua nước dừa đi bê đi ấy là qua tủ lạnh lấy chai nước ly nước dừa tao uống thôi khỏi mua đưa tôi lấy đó nè rồi sẵn đi bờ bán hàng bờ bán hàng chi à bờ bả đây chứ bả bởi chậm cái gì đó dễ mình đi mua nước không mày đi mua nước đi mua nước ơi ăn còn không đặt nước ơi còn không đặt nước uống còn không đặt ngôi da uống bữa nay mình uống hot and cool nè ẩn giờ chưa hot 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 uống hot rồi có tiền mà ờ tao uống con ly rồi mà bị hả? Yên có cái bộ này lôi trong kho ra nè mà hổm giờ quên bán bộ này luôn mấy chị à, trời má ơi hai giúp bà đẻ ra sao bộ này là bị bất ngờ nè bất ngờ chưa bà già nè bộ này Yên có còn size tới 3X nha bộ này Yên còn size bây giờ để lại đây mày bộ này Yên còn size XL 2X và 3X là còn size từ 70kg trở lên nha nè bộ đây là dùng từ bất ngờ chưa bà già nè sale cái giá bất ngờ chưa bà già liền sale cái giá bất ngờ chưa bà già liền uống gì nghe lời lắm cho con khỉ kia là nè mấy chị bị quên luôn Yên bị quên bộ này luôn mấy chị nè ôi chết rồi chị nào ở trong line này là trúng mánh rồi 240 sale cho nửa giá 120. Rồi coi vải của bộ này đỉnh lắm nha mấy chị. Vải bộ này là cái vải đợt trước cho nên cái vải nó rất là đẹp luôn đây nè. Ha. Rồi chị nào chốt bộ này chốt lên giúp giùm em. 242 bộ dài là phải 250. 250 xả 120 ngày hôm nay. Ai chốt liền cho em nha. 250 xả 120. Ai chốt giùm em. 250 xả 120 bộ này cái gì vậy? Được rồi. Nó thạch một nùi. Không có uống thạch một nùi. Chỉ uống thạch một bóng. Trân châu. Ủa đâu rồi? Mùi vô trân châu mật ong khác hả? Trân châu đường đen hết hả? Hết thiệt hả? Đi chị hết món thấy trời. Hết rồi đi uống ngô da. À, đây uống ngô da cho nó đỡ tốn có bộ 100kg rồi nha Bích Thủy ơi có bộ 100kg nha có bộ 100kg chốt giùm em nè ha à, đây nè chị Hạnh Nguyên lên chiều cao cân nặng đi bộ đen 85kg của Văn Võ bộ này đẹp lắm nha Văn Võ ơi nói thiệt bộ này rất là đẹp
120 của Văn Võ nè. Chị Văn Võ 120. Diệp Kim Chi nè. Diệp Kim Chi 120. Bùi Thị Ngọc Trinh nè. Phan Thùy Mai nè. Bùi Thị Ngọc Trinh. Vi Hà nè. Như Yên bộ 2 ịt nè. Như Yên đây nè, Như Yên đây nè, Như Yên là bộ chị đây nè. Như Yên nè. Rồi Vi Hà XL. Phạm Thị Ngọc Giai có chưa? Vi Hà nè, mới in xong Vi Hà. Phạm Thị Ngọc Giai nè, mới in luôn. 120, Phạm Thị Ngọc Giai chưa? Dạ, chị Duyên Nguyễn, bữa sau mấy chị chốt bên Yên đừng cho số điện thoại lên. Yên không có gọi điện chốt hàng, mấy chị coi chừng bị lừa đảo nha. Mà nhà Yên chốt hàng trong tin nhắn. Chị nào mà thấy tin nhắn của shop quần áo website Yên tới là của em á. Ha, nhớ không? Nốt của chị Hạnh Nguyễn 85kg vô. 85kg nè. À, bộ đen 75kg của Duyên Nguyễn Hoàng My nè. Duyên Nguyễn Hoàng My còn đúng một bộ nè. Duyên Nguyễn Hoàng My mới in xong đó con. Duyên Nguyễn Hoàng My xong nè. Rồi cái bộ này của chị Hạnh Nguyễn hết rồi. Ý Yên coi chỉ còn một bộ 100kg thôi. Nếu chị Hạnh Nguyễn nếu chị Hạnh Nguyễn mà chốt bộ này thì năn nỉ Duy Yên đổi bộ 2 ịt đi. Dạ Duy Yên nó cũng thích mặc rộng. Đây còn một bộ 3 ịt à. Ý Yên còn đúng một bộ 3 ịt hết rồi mấy chị. Trời ơi bộ này là bị lôi ra đó. Bộ này lôi ra là hơi bị đẹp đó chứ chị. Vải cũng đẹp nữa nha. Bộ này vải to dẻn đẹp lắm à, đó. À, bây giờ Như Yên phải đổi qua 3 ịt thì để cho chị Hạnh Nguyên. Còn nếu không thì em Ý Yên còn đúng một bộ 100kg nha. Ý Yên còn đúng một bộ 100kg em hai thôi chị. Đó là chỉ còn đúng một bộ 100kg. Là từ 90 đến 100kg nha mấy chị. Là từ 90 đến 100kg. Ý Yên có một con đầm bán 250 bán sale 160 nè. Đầm này chị nè mà đúng 75 đến 85kg mặt hơi bị đẹp luôn. 75 đến 85kg mặt phơm cánh dơi hơi bị đẹp bộ này. Bộ này xinh lắm nha mấy chị. Ở dưới là đầm form body nè. Xe cho mấy chị. Xe mấy chị 160.000. Rồi Gia Hân lấy bộ 3 ịt này là hết nha. Gia Hân lấy bộ 3 ịt là hết nha. Gia Hân lấy 3 ịt là hết rồi chị Thu ơi. Ý Yên có con áo khoác size bé nè. Nhà size này dưới Ý Yên có cái áo khoác size bé là bán cho mấy chị 60.000. Dưới 70kg áo khoác. Vậy là chốt áo khoác, chốt lên giúp giùm em áo khoác. Rồi Ý Yên sale tiếp bộ này cho mấy chị 150 nè. Bộ viền trắng đâu tê à? Bộ đen viền trắng đâu à? Bộ đen viền trắng. Tôi đưa lên nước chưa rồi con à. Lấy bộ đen viền trắng nha. Trời ơi bộ này hôm nay mấy chị trúng được, chốt được bộ này mấy chị trúng một khúc rồi. Thế là gì đây, cái gì này chưa sẻ bên. Cái gì cũng muốn mua khăn gì đó. Gì? Sẻ đó. Đúng rồi, sẻ bé đâu không ạ? Lê Tiến á. Lê Tiến chung với chị Hoa Khanh á. Ý Yên còn hai bộ này sale 130 nè. Như Yên tối qua lấy bộ này chưa? Và bộ này Ý Yên còn size 80 đến 90kg nha mấy chị. Bộ này xinh lắm. Bộ này vải co giãn mà xinh lắm. Xinh ơi là xinh luôn mấy chị nè. Khi mấy chị mặc lên á là cọng dây này cột qua bên này nè. Tin chưa à? À hơi bị đẹp luôn, quần dài. Sale 130.000 còn size 80 đến 90kg. Chốt giùm em bộ vàng bò. Bộ vàng bò Yên còn 2 bộ 80 đến 90kg vàng bò. Chị nào chốt vàng bò chốt lên giúp giùm em vàng bò kèm số ký nha mấy chị nha. Vàng bò kèm số ký sale 130.000 của chị Hạnh Nguyên nè. Hạnh Nguyên còn bill không? Hạnh Nguyên 130.000 nè. 130.000 của chị Hạnh Nguyên. Rồi chị nào chốt nữa chốt lên giúp giùm em nha. Còn đúng một bộ 80 đến 90kg như Yên có chốt không? Bộ này size nhiêu đây? 80 đến 90kg. Ừ bộ này cũng 80 đến 90kg nè, vàng bò nè. Còn được 2 bộ. Chị nào chốt 2 bộ chốt lên giúp giùm em 2 bộ ha. Chị nào chốt bộ vàng bò sale 130 chốt lên giúp giùm em 80 đến 90kg. Mấy chị lưu ý nha, em đọc size rất là rõ ràng. Tại vì mấy chị mà hàng sale mấy chị chốt mà không đúng số ký á, là hàng sale Ý Yên không cho đổi trả là rất là tiếc tiền nha mấy chị nha. Lưu ý giúp em. Đi kiểm tra mẫu đen còn size nhiêu đi. Mẫu đen này mắc cái quần thôi. Đồ cá đủ không nó cho mắc. Đủ hả? Có hôm qua tao thấy mày mắc cái quần đó. Rồi kiểm tra đen này. Vàng bò của chế Mai Ngọc nè. Vàng bò
Vàng bò 86kg, 130 của chế Mai Ngọc. Trời ơi, chế Mai Ngọc 86kg mặc bộ đầy vô như in luôn. Rồi Ý Yên còn bộ này sale 150 nè, còn size L với XL. Để coi thử còn size gì. Nè mấy chị coi vải bộ đen là đã không? Trời ơi đã lắm mấy chị. Rồi. Hai bộ L, một bộ XL. Hai bộ L, một bộ XL. Sale cho mấy chị 150 ngàn. Hai bộ L, một bộ XL. L là 60 đến 70 kg. XL là 70 đến 80 kg. Chốt giùm em bộ đen viền trắng. Bộ đen viền trắng Ý Yên coi, Ý Yên còn hai bộ size L là 60 đến 70 kg. Một bộ XL là 70 đến 80 kg. Nói tiền. 60 đến 70 kg còn hai bộ, 70 đến 80 kg còn một bộ nữa mấy chị. Alo mấy chị ơi, trời lâu lắm mới gặp Nhi Lùng nha. Lâu lắm Ý Yên mới gặp Nhi Lùng nha. Đen chị, viền trắng XL của chị Duyên Nguyễn Hồng. Nguyễn Hoàng Mỹ ơi, em có chào chị trong tin nhắn á, chị vô cho em xin địa chỉ số điện thoại chị nha. Kiểm tra Duyên Nguyễn Hoàng Mỹ XL với lại kiểm tra địa chỉ xin nha, địa chỉ số điện thoại trong tin nhắn luôn. Không có được cho địa chỉ số điện thoại cho like nha. Rồi 150 của Duyên Hoàng Nguyễn My. Không rồi. Có lừa đảo không cho địa chỉ số điện thoại trên like nha mấy chị. Này bỏ vô ghi sai L nè. Mấy chế ơi, Ý kia Ý Yên còn một con áo lẻ size XL. Ý Yên bán cho mấy chị với giá là 80 ngàn. Còn đúng một con áo lẻ size XL. Ý Yên bán cho mấy chị với giá 80 ngàn. Được chưa? Dễ thương quá trời. Áo này em mặc lên là mấy chị mê phê lòi luôn. XL nha. XL còn một con bán cho 80 ngàn. Không có quần. Quần nó quăng đâu mất mẹ rồi. Quần không biết đứa nào ăn mất mẹ rồi. Đẹp lắm chị Nung Lê. Đẹp lắm luôn á. Nè. Chưa kéo xuống nha. Rồi má ơi nó dính cái áo vô rồi. Rồi của chị Nung Lê 80 ngàn nè. Chị Nung Lê 80 ngàn. Rồi. Bộ này hàng lộn, bao này hàng lộn xộn phải không? Chưa nhìn lại nó ừ luôn. Hay thiệt. Dạ áo đó chị sắp lấy rồi chị khoai tây à. Á à, gần Tết mà tự nhiên nó. Nó bị. Tự nhiên cái cựu rồi. Tôi nó dập mặt mày. Áo sale 60 ngàn nè trời. Nghĩ sao áo này sale 60 ngàn không ai lấy của em vậy. Lấy đi mấy chị, lấy em đi. Lấy em đi mấy chị ơi. Nghĩ sao áo ta sale 60 ngàn, 60 đến 70 kg không lấy nè. Mấy chị lấy áo không nha, chứ đừng lấy chị Yên nha mấy chị. Lấy em đi mấy chị, có 60 ngàn à. Con này nó bị lọt kho nè, chứ không có bán không. Chị Ngon Lê đúng rồi nè, chị Ngon Lê lấy con này đúng. Trời ơi con, trời ơi chảy máu nè. Cái cạnh á. Nó tay chân gì chén nha. Rồi 60 ngàn của chế Ngon Lê, lấy em đi chế Ngon Lê ơi, lấy em đi. Lấy đồ thôi chị ơi. Lấy em đi chị ơi. Chị Ngân Lê 60 ngàn. Thì ơi, vậy ở trên lầu cái kho nó có bộ gì, bộ gấu mà FF không? Rồi lấy bộ đó xuống xe 100 ngàn cho mấy chị lấy đi. Ý Yên xe bộ này mấy chị mê nè. Mấy chị đợi em một phút nha. Đợi mấy em xe bộ này mấy chị bị mê nè. Đây này rồi em lên bộ này trước xe 100 luôn ơi. 240 xe 100 luôn đi. Ok không? 240 xe 100, bộ này Ý Yên thích mặc lắm. Bộ này ở nhà mặc khỏi còn mặc áo vú mấy chị. Bộ này mấy chị mặc ở nhà khỏi còn mặc áo vú nha. Bộ này dễ thương lắm. Đây nè, ở sau có chân thun đừng có sợ chọc. Chỉ còn lên bộ kèm số ký thôi, đừng có đưa số điện thoại địa chỉ lên nha. Nay Tết nó lừa đảo dữ lắm. Mấy cái thằng mà trời đánh tét lồn, nó nằm ngửa nó chờ cứt chim rụng xuống á mấy chị ạ. Ha rồi đây mấy chị ơi, chốt giùm em nha. Chốt giùm em bộ vàng nè, xin không? Xả cho mấy chị 100 ngàn, 240 xả 100 ngàn. Đây mấy chị còn size L nè. Sáng nay áo dài là coi như mọi người anh tạc hết trơn luôn à. Đây nè. Rồi bộ vàng. Bộ vàng kèm số ký sale 100 ngàn. Bộ vàng kèm số ký mấy chị ơi. Bộ vàng kèm số ký. Ai chốt vàng kèm số ký, chốt giùm em vàng kèm số ký. Nó có một mã sọc đỏ nữa nè. Em lên nha mấy chị coi luôn rồi mấy chị chốt gì mấy chị chốt nha. Sọc đỏ kèm số ký sale luôn 100 ngàn. Sọc đỏ kèm số ký sale luôn 100 ngàn quý vị ơi. Quý vị nào chốt giùm em nha. Quý vị nào chốt lên giúp giùm em ha. Rồi đây, sọc đỏ nè. Rồi sọc đỏ. Bộ này đưa lên kho nè Tia. Bộ đưa lên kho. Không, từ từ. Đâu cái bộ kia đâu rồi. Gấu không? Bộ gấu đâu rồi. Rồi xe bộ này đẹp nè. Bộ này là bộ công sở, áo vu xì kèm với quần tây. À, bộ này áo không? À, nè mấy chị, quần có lưng thun mấy chị đừng có sợ chọc nha. Ok chưa mấy chị, bộ này size L nè.
60 đến 70 kg. Trời má ơi, bộ này đi sale có 100 ngàn. Bộ Gucci sơ mi sale 100 ngàn. Chị nào chốt bộ này chốt giùm em. Bộ này ha, vàng và đỏ XL của Trinh Phạm. Bộ này Trinh Phạm dễ mà ông Tây. Cái bộ mới siêu đêm anh Lầu lấy XL cho chị Trinh Phạm à. Cái bộ gấu tối hôm qua hết mà Yên tưởng còn, Yên đăng người ta đặt quá trời luôn. Vàng và đỏ XL của chị Trinh Phạm. Này của Hiệp Hình 100 ngàn nè. Hiệp Hình 100 ngàn. Hiệp Hình 100 ngàn nè. Rồi giờ Yên lên cho mấy chị bộ gấu nha. Mấy chị lưu ý giùm em. Bộ này là 65kg đến 80kg. Mà chị nào 80kg thì cái áo mặc phơm hơi ôm. Mấy chị lưu ý giúp em nha, là cái áo mặc phơm hơi ôm. Nhưng mà bộ này rất là đẹp. Còn cái lỡ mà cái chung thun này nè, lỡ cái chung thun này mà về nó hơi rộng, lỡ cái chung thun này về hơi rộng, mấy chị đi bớt giùm em lại cái chung thun một xíu. Và bộ này là ở trước là chân váy dập ly kèm với quần, đẹp không mấy chị? Xe cho mấy chị bộ này 100 ngàn. Bình thường ấy Yên bán một con chân váy này không là đã 160, mà giờ bán nguyên bộ này 100 ngàn cho mấy chị, ok chưa? 100 ngàn, ít vàng với đỏ là của chị Trinh Phạm á nha. Dạ, gu xì hết rồi chị. Gu xì gì vậy? Vậy là vàng còn 2XL chị ơi, hết vàng rồi. Để tí xíu em kiếm mã khác cho chị nha. Em còn một cái mã bi nữa, chút nữa em sale cho 100 ngàn. Mã này nè chị Trinh ơi, bù ơi, mã đó đi chị Trinh. Mã này nè, gấu của Nguyễn Thu Huyền 100 ngàn nè. Gấu của Nguyễn Thu Huyền 100 ngàn. Gấu của chế Trinh Phạm, cái áo hơi ôm tí nha chế Trinh ơi. Rồi của chị Trinh Phạm 100 ngàn, hàng sale không đổi trả nha. Rồi tiếp tục mấy chị ơi, in rồi, in rồi. Gấu của chị Ren Nguyễn nè. Gấu của chị Ren Nguyễn 100 ngàn. Gấu của chị Phương Vi Ngô 100 ngàn. Chị Phương Vi Ngô 100 ngàn. Cái này là tối qua quên đăng, là tí xíu còn hai mã em quên đăng, em sẽ đăng. À mấy chị ha, đây là còn size XL thôi nha. Đây em còn size XL thôi. Rồi chị nào chốt mã gấu nữa chốt giùm em. Chị Trinh ơi, chị Trinh đổi qua mã này đi chị Trinh. Mã vàng hết rồi chị đổi qua mã đen chấm bi đi, cưng lắm. Em nói thiệt với chị cưng lắm. À sao ổng chửi để về chị dâu nuôi. Coi live stream bình thường đi, ổng chửi nghĩ về thằng Phi nuôi nha. Hả? À, đây. Không ấy về mình đi, mày đi làm nô tì ô xin gì mà nuôi lại nó cho nó ăn. Nó ăn khiếp đảm. Gì con đô lê mới nhảy xuống không? Trời má à, hết hồn. Chốt bộ chấm bi đi mấy chị ơi. Chốt bộ chấm bi đi. Ê, em có cái gì vui vui nè. Cái bộ gì mà 3X đây? Cái bộ gì 3X đây? Trời ơi má ơi, em còn một bộ 9 tóc 3X nè. Chị nào mà 90 đến 100kg chốt đi. Sale cho 140 nè, coi vải nè đẹp không? Trời má ơi, còn bộ 9 tóc 90 đến 100kg. Bé bé bồng bông nè mà hai má hồng hồng, đi chốt giùm em cái bộ này đi. Là bé đi chi biết bé đi cưới chồng luôn đó. Là bé đi cho nó ra đường chú ơi tí. Trời ơi, bộ này size 90 đến 100kg còn sót nè nha mấy chị. Bộ này là còn sót nè, còn sót da rụng rời lại chứ bộ này không có còn từ bữa giờ nha. 90 đến 100kg. Bộ này sale 140, bộ chín tóc vải tuyệt vời đẹp. Em nói mấy chị là bộ này vải đẹp mê mẩn luôn. Bộ này vải đẹp không có điểm trừ nha. Bộ này, nãy mày cầm tiền hả mày? Bộ này đẹp, alo. Alo, bộ này đẹp mà. Alo, bộ này rất là đẹp. Có cái áo đá nào bơm không em? Mày ra mày lấy lá dong mày, mày hơ lửa xong vô tát cái mỏ bạn nhiên cái vậy. Mày ra mày lấy dong mày lá thủ địch thì mày hơ lửa vô tát cái mỏ bạn nhiên cái vậy. Gái lứa gì nói chuyện có duyên có dùng dúng tôi ghê trời. Đủ má ưa hàng bơm đó mà bà nội. Quỷ ma ở đâu rồi trời. Trời má ơi, chẳng lẽ giờ lấy lá dong mà lá thủ địch thơ mỏ mẹ chứ. Ăn nói có dễ thương dễ sợ quỷ à. Tao bán tao sợ hàng bơm à. Tì ơi, đụng mấy tao xách giết tao chọi ra mày nha. Mày đừng có đứng đó, đứng trước cửa mày địch rồi mày đẩy cửa nha. Quỷ à. Suốt ngày. Trời ơi, nó thúi vô tao đây nè. Mẹ ơi. Đụng má thiệt á, đưa xuống đi mày. Đưa cái bao này xuống mày. Mày ngồi đó bộ mày hữu địch thơm hay sao mày không cục cười gì hết chị Bi. Trời ơi. Gió
bán hát thì thầm hả? Đến bên em ôm của nhỏ hả? Em xe ra mấy chị một mã nằm này 80.000 nè. 75kg đến 90kg. 75kg đến 90kg. Áo đó hàng hiếm á. Áo đó hàng hiếm mấy chị. Tại vì cái hàng Quảng Châu bữa về được hăm mấy cái á. Hàng hiếm á. Tại vì size lớn nó bán không trôi mình mới được á mấy chị. 75 đến 90kg. Đầm này trẻ trung lắm nha. Đầm này rất là trẻ trung, bán cho mấy chị sale 80.000. Sale 80.000 đầm này. Chị nào chốt đầm nhúng chốt lên giúp giùm em đầm nhúng kèm số ký. Đây mấy chị ơi, đầm nhúng kèm số ký nha. Chị nào chốt đầm nhúng kèm số ký chốt giùm em sale 80.000 hàng Việt Nam xuất khẩu. Nha mấy chị nha. Sale 80.000 hàng Việt Nam xuất khẩu. Rồi đây là cái gì? Sale cho đầm 150 nè. Đặt 3 quần mà sao chốt. À chắc là do lúc sau em thấy một cái quần sai chị nữa mà không rách em mới để. Chị không lấy chị cứ để đó báo Yên, lần sau Yên lấy hàng về trừ 100.000 nha. Không sao. Đầm nhung. Ủa mới bán gì đầm nhung vậy? Nãy giờ đâu có lên mẻ đầm nhung rồi đâu. Chị có trẻ muốn trẻ lại thì chị nhắn cho em cái tin, để trong tin nhắn cho anh Phước biết nha. Chị lấy đầm nhung nào chị. Hôm nay Yên sale mã này cho mấy chị nè. 280 sale 150 vải co giãn nha mấy chị. Em nói mấy chị là vải co giãn bao đẹp luôn, đầm thủy thủ. Đưa mà móc bây giờ. Rồi chị nào chốt đầm thủy thủ, à đầm nhúng hả? Đầm nhúng, bay không biết gì hết, tao đã không biết, tụi bay cũng biết à. Đầm nhúng 80 gì. Tụi con mới chẳng nói gì. Thì mình nói mình nhíu mày đồ. Em xe cho mấy chị mã đầm này 140 luôn, khỏi luôn à. 208 xả 140 vải co giãn đầm thủy thủ. 208 xả 140 đầm thủy thủ. Sale cho mấy chị 140 luôn, 208 sale 140. Chị nào chốt 140 đầm này chốt giùm em 140.000 đầm này. Nha mấy chị nha. Kiểm tra cái bill Ren Nguyễn chứ buổi sáng đó em nhớ em để chị rồi đó. Bây giờ lấy cái bill chị Ren Nguyễn, lấy ra cho chị Ren Nguyễn coi thử trong đó có hai cái quần rin chưa. Hình như em có bỏ chị hai cái, trọng em ghi lần 200 hay sao á. Chị đọc có cái món nào 200 không? Chị Ren đọc có cái món nào mà 200.000 không? Thùy Trang có ở đây không? Quần mặc váy về tới nơi kìa. Hình như có rồi chị, có em có để hai quần em ghi giá 200. Chị có nhận hàng rồi, ưng cái bụng lắm luôn em gái. Trời mừng thiệt, có khách nhận hàng mà vừa với khách cho em mừng gớm. Thiệt. Chết mẹ, kiểm tra anh Tư đi, anh Tư đem qua, anh Tư đem qua rồi chị kiểm tra liền đây nha, không có báo em. Cho chú 10.000 rồi. Hàng mới về bến xe luôn không anh? Không biết luôn á. Số đó không biết thiệt luôn. Quần này làm gì còn băng, hồi bữa còn có to ra, còn có 3 cái, không có 4 cái, còn có 3 cái sale mất tiêu. Còn 3 cái sale mất tiêu. Nè, hôm nay được về bao quần lót nha anh chị, nào mà chốt quần lót thì nhanh tay ha. Nè, quần nịt bụng về nè. Quần nịt bụng em đang bán tới giờ bán đầm chị thủ. Quần nịt bụng về nè. Nè, hôm nay chút nữa xong cái quần nịt bụng Yên với quần lót Yên xả cho mấy chị một set bộ này. Yên xả cho mấy chị à. Thay vì 200, 260 một bộ, Yên chút nữa xả 120 luôn mà bộ này dễ thương lắm. Bộ này dễ thương lắm mấy chị đợi nha. Hồi hôm qua giờ xả đồ quá trời, Cẩm Vân đi đâu rồi Cẩm Vân? Xả rin còn có 100.000 đây đây. Đừng có trả tiền nhà Tuy nó không bi á. Mày đừng có cho nó mượn nha Bi. Trả rồi. Quần nịt bụng nè mấy chị ơi. Dạ số lượng có hạn và lụ đạn rút chốt. Ha 150.000. Số lượng có hạn và lụ đạn rút chốt nha. Từ 65kg, 67kg đến 95kg vô quần này cho em. Quần nịt bụng ôm trọn bờ mông. Ờ bữa em quên đặt thêm mấy quần năng đít đi chứ. Mấy quần độn mông á trời, bữa nay sở trường của em mấy chị. Nhà em đã tìm ra chân ái của cuộc sống rồi. Thiệt. Cho nên dạo này mặc mấy cái đầm body rồi mấy cái đầm đi tiệc đồ, ta nói tự tin dữ lắm. Nó có màu da và màu đen. Chị nào mà thường mặc đầm ấy, làm ơn mỗi người hút một con. Một mình chị Hồng Mỹ Chi chị hút 5-6 con gì đó mà phải cản bả lại á. Ý nói thiệt,
Nè, nó có màu đen và màu da. Ai chốt da thì chốt da, mà ai chốt đen thì chốt đen. Ai không chốt đen thì chốt da, mà ai chốt da thì khỏi chốt đen. Mà ai có tiền thì chốt một da một đen, mà có điều kiện nữa thì chốt hai đen hai da. Đó. Chị nào da trắng mặc người thiệt màu hồng. Chị nào mà lấy chồng quốc hay con màu tím. Đã lắm nha anh chị, an, đã lắm nha An Nhiên. Màu da và màu đen của chị Thảo Nguyên Cung Đảo nè, 300. Chị Thảo Nguyên Cung Đảo 300 nha. Chị nào mà vú mới vú mà mặc áo vú màu gì ti? Màu đen. Rồi, quỷ không à. Màu đen một cái của chị Văn Võ, 150 ngàn của chị Văn Võ. Chị nào ít lông chụp ngay con màu xám. Móc dày, chị nào ít lông mặc mặc ngay con màu xám. Màu da của chị Hoa Ngờ. Màu da của chị Hoa Ngờ, con này mấy chị mặc lên nó sẽ không có thấy cái giống như cái đường ngón, đường nóng của mấy chị khi mặc đầm á. À, Hoa Ngờ 150. 150 nha An Nhiên ơi. Cho em xào lơ quý vị tí. Rồi ai nữa không mấy chị ơi? Ai nữa chị ơi, xếp hai dây như chị đang mặc có không? Hết lâu rồi, để chút nữa bộ kia em còn được mấy bộ em sale cho 101, 102 mặc. Cái bộ đó em về được ba mấy bộ nhưng mà nó còn không có 7, 8 bộ à. Màu đen của chị Hạnh Dung Trần. À, màu đen của chị Hạnh Dung Trần. Đó. Rồi hôm nay Yên lên nha mấy chị, một mã siêu phẩm này Yên bán chưa bao giờ lỗi mốt. 5 cái thì 200 ngàn mà 10 cái thì 390 nha mấy chị. 5 cái thì 200 ngàn mà 10 cái thì 190. À 390 mấy chị. Quần mặc đầm màu đen, quần đó là quần nịt bụng nha chị. Quần nịt bụng của chị Diệp Kim Chi màu đen 150. Đây nè mấy chị biết tại sao không? Tại sao em hay gọi cái màu này là mẫu chân ái không? Tại vì chân ái với anh là chân ngắn đây mấy chị. Tại vì nó là thun gân nè mấy chị coi nè. Mấy chị coi giùm em, nó là thun gân, để em lấy cái màu nào sậm sậm cho mấy chị coi thấy cái mẫu gân nè. Nè mấy chị thấy mẫu gân không? Mà quần này mấy chị biết không, nó mặc bao mát. Nó mặc bao thị trường, nó mặc bao sóng gió, bao máy giặt, bao luôn đêm. Có nghĩa là vô mà khách sạn đi đêm thì mấy chị cởi ra nó cũng không có bị rách. Mà mấy ổng xé tới xé lui nó cũng không rách. Mà tao nói từ 60 đến 100kg. Tao nói mặt nó đẹp vô số kể. Mà 10 quần thì 390, 5 quần thì 200 mấy chị. Quần này là bao máy giặt, mấy chị chốt 5 cái gì mặc thử. Nè chốt cho Võ Hồng Ân Phú Yên nè. Võ Hồng Ân Phú Yên. Võ Hồng Ân Phú Yên 390. Quần ren này còn có ít à. 10 cái của bé Hạnh Dung Tròn nè. 390 của bé Hạnh Dung Tròn. Trời ơi quần này không có đâu mấy chị. Đặc biết chừng nào mới có luôn á. Giỡn hoài. Bớt cười đi nha. Quần này đặt lâu lắm rồi. Võ Hồng Ân thêm quần ren 390 đâu hả. Má một đúng lúc ghê trời. Võ Hồng Ân Phú Yên mày bóp cười thằng đi mất dạy. Võ Hồng Ân 390 Phú Yên 390. Rồi ai chốt quần rồi, Yên còn đúng 30 quần ren nè. Yên còn đúng 30 quần ren. Nè đưa cho. Ở đây cái tiêu của con Trang. Trang còn đây không? Đúng rồi. Trang thôi mà chứ không phải Trang Nguyễn. Trang cứ mạnh dạn chốt luôn 10 cái từng ngày. Cái quần này đẹp lắm chị Linh. Chị Linh mặc quần này chưa? Mặc đi chị. Mặc đi chị, cái quần này mặc thứ nhất là nó không có kẹt khe háng nè. Đó không có kẹt khe háng để mà nổi một nhọt ép xe cho em nè đó. Mặc quần này đi. À, gì quên rồi, ai quên rồi. Rồi quần Trang nè. Trang đi Trang xưởng đi. Nhiều đêm. À, nhắn tin cho Nguyễn Thị thì Trang vào lấy quần mặc váy. Chứ xong cái này không còn. Đây là cái mã hàng ngày Yên mặc. Đây là cái mã hàng ngày. À, 20 cái vậy giờ chị chốt 30 cái là đủ 50 cái được không chị? Ê mấy chị, ở đây có ai mà mặc quần lót mà mắc nhiều giống tôi không? Giơ ngón tay lên cái. Tôi không hiểu quần lót làm sao ai ăn ai nhai ai nghiến quần tôi á. Tôi thấy tôi lạc mắt quần hoài, bà nậu cha đó thiệt á chứ. Nè. Nguyễn Thị Thùy Trang hồi nãy trên đầu live có vô hỏi. Em nói mấy chị là mẫu quần này là chân ái của Yên nè. Quần này là của Yên nè. Yên xuyền mặc quần này luôn. Hả? Quần này là quần ren. Nó đã lắm mấy chị. Cái chỗ khe đây nè. Chỗ khe mông nó không có bị kẹt ha. Mấy chị thấy không? Outer space. Khoảng không vũ trụ. Đồ mé nói tiếng Anh luôn á.
bay. Biết nói out of the bay luôn mẹ ơi. Đây nè, 10 quần 390, 5 quần 200. Mê quần áo thì chế hết tiền ăn Tết. Chế không mê em cũng hết tiền ăn Tết nha chế. Trời biết nói tiếng Anh luôn mày. Bà má ơi. Nè chốt quần này cho Ý Yên đi. Ừ thấy khoảng trống vũ trụ không? Trời má ơi. Rồi Yên lên quần mặc váy cho mấy chị nha. Ý Yên. Quần mặc váy cho hết rồi. Nhà tao ông Phước đi giặt ủi tao mất quần hết. Ủa mày điên hả? Dạ quần này quần mặc váy hai con 100 ngàn, 60 đến 100 kg. Chị nào chốt quần mặc váy chốt lên giúp cho em quần mặc váy 60 đến 100 kg, hai con 100 ngàn. Ai chưa chốt mặc quần này thì chốt lên giúp cho em, hai con 100 ngàn quần mặc váy nha mấy chị, hai con 100 ngàn. Rồi bây giờ đi ôm các quần lót đi, đi có quần lót, ba quần lót, bỏ ba quần lót dưới nha. Đây khiêng ra bỏ ba quần lót ở dưới xong rồi bỏ áo vú ở trên nha, cứ chồng lên một cái vú dẹp hết là tụi bay liệu. Ở trên cái bây giờ thiếu cái da dài này chưa xuống. Ý Yên còn mấy con áo dài nhưng mà thôi để tối có con mẫu nó sẽ like áo dài đỏ cho mấy chị nha. Tối con mẫu nó mặc lên like áo dài đỏ. Còn chị nào ở đây muốn lên áo dài đỏ chị Diệp Kim Chi lấy áo dài sale không nè, 320 sale 200 nè, còn size của chị thôi 70 đến 80 kg. Cái này là quần nha, cái này là quần nè mấy chị. Ok chưa? Cái này là quần nè. Rồi. Quần mặc váy 4 cái cho con Tan Quý Linh nè. Bây giờ xuống lấy 4 quần mặc váy cho con Tan Quý Linh. Hả? Mày điên hả? Cho nó mặc quần địt bụng chứ nó chửi chết mẹ mày giờ. Ừ cái bụng nó bụng nó bự cả mẹ nó đi. Nó mập cả mẹ đi, nó thích mặc quần váy bắt nó mặc quần địt bụng lên chửi chết ông chết cha mày giờ. Ôi áo dài này sao còn cái quần size L không vậy? Gì vậy? 4 cái 200 ngàn hả? Biết không? 4 cái 200 ngàn, cái muốn tính nhiều tính? Tính 500 nha chị Linh. Ừ. Nó qua nó quýnh má nhỏ không ra luôn. Khô heo em vẫn còn mấy hũ nha mấy chị. Khô heo vẫn còn mấy hũ ha. Nhanh đi mấy chị à. Đây. Chân ngắn với anh là chân ái. Đẹp không mấy chị? 320 sale cho mấy chị 120 lột. 320 sale cho mấy chị 200 ngàn mẫu này. Trời ơi, áo dài này đẹp lắm nhưng mà mỗi tội nó chỉ còn size 70 đến 80 kg thôi. Chồng chị qua nhậu với hai tụi em không? Chị không chửi chứ chồng chị nó chửi đó Bi, đúng rồi. Chị qua nhậu với hai đứa tụi em mà không chửi. Đúng rồi. Ừ chồng mày qua đây cái nó xách thùng bia Ken ngôi sao ra cái nó nín liền. Nó nín liền. Nó nín trong vòng 3 nốt nhạc. Cái bộ này em bị ế mà vô lý nè. Từ từ để lên cái bộ này coi nha. Đây nè, Quỳnh ơi Quỳnh. Có cái bộ trắng xong cái sọt xanh kìa. Giờ hôm nay sale cái này mã cuối nè. Sale cái mã này mà mấy chị không chốt nữa. Giá đây 120 là mấy chị không chốt nữa. Em bỏ kho luôn. Em nói thiệt em bỏ kho bộ này luôn nha. Nói thiệt chứ không phải nói giỡn nè. Ok không mấy chị. Nè, dễ thương bà cố nội luôn mà coi vải nè. Vải quá đã luôn. Vải hơi bị đã nha mấy chị. Đây, chốt mấy chị ơi chốt. Chốt giùm em bộ à, nè, đây là chân váy quần nha. Đây là chân váy quần rồi, chốt bộ này kèm số ký sale 120, 260 sale 120. Mấy chị ơi, 260 sale 120. Nha mấy chị nha. Chị đi Nguyễn nhận cái cục đồ mở ra liền coi thử có cái quần không nha. Để em biết em về bển em kiếm quần em soạn cho. À, 140 chị. Nè, còn mình còn một hai bịch khô hấp khô bò gì á. Mở ra coi. Mấy cái này không có sợ ế mấy chị. Mấy cái XL 120 của Bùi Ngọc Trinh nè. Rồi Bùi Thị Ngọc Trinh 120. Bà Trinh bà trốn nữa. Bà Trinh bà trốn bà trúng nữa. Rồi Bùi Thị Ngọc Trinh 120 nè. Bùi Thị Ngọc Trinh 120 nè. Trần Thùy size L nè. Đọc cái nào yên cái đó nha con. Trần Thùy size L nè. Trần Thùy 120. Trần Thùy size L nè. Bộ này 90 kg. Rồi còn từ từ để coi thử bộ này còn 80 đến 90 kg à. À
ai có L em chốt L trước nha. Em chưa kiếm thấy ít L. Em chưa kiếm có ít L nghe. Rồi size L chốt cho chị Linh Lương nè. Linh Lương 120 nè. Đầm Việt Nam xuất khẩu xếp ly còn 16 chị Mai Ngọc. Dạ còn chị. Hiện giờ ý Yên thấy ở đây size L không mấy chị ơi. Rồi XL của ai nè, XL của Chế, XL của Bùi Thị Ngọc Trinh, của chị Nung Lê XL nè. Chị Nung Lê XL. Nung Lê XL 120 của Chế Nung Lê. Dạ còn chị Tây ơi, đứng dậy lấy đầm trắng với đầm xanh tối qua về đi. Dạ đầm này, bộ này bây giờ Yên còn size L không à mấy chị ơi. Còn một bộ 80-90kg. Chị nào chốt 80-90kg thì chốt nha. Dạ đầm này còn size 16 nha chị. Xếp ly nè chị ơi. Xếp ly xanh nè đẹp không. Xếp ly xanh nè. Dạ xếp ly trắng nè chị ơi. Dạ xếp ly trắng. Đó chị nào chốt mã nào thì chốt lên giúp giùm em nha. Cha Lê xuống lấy quần mặt váy cho Nguyễn Ngọc Thùy Trang coi nè. Xếp 120 size L của Phượng Lê. Quay giờ Phượng Lê có bill nhảy Yên chưa ta? Yên nhớ quay giờ Phượng Lê có bill nhảy Yên chưa vậy? Đừng có cho số điện thoại trên like nha. Tại vì Yên đừng có cho bữa sau đừng cho số điện thoại nữa. Yên không gọi điện chốt hàng. Cho nên nè, trừ khi mấy chị nghe gọi điện chốt hàng mà nghe cái giọng của em giọng thổ nè thì mấy chị hãy nói chuyện. Còn thằng nào con nào kêu shop Yên láo. Láo nha. Còn ví dụ mà nghe tiếng ai nói cho gặp Yên đi rồi mấy chị mới chịu chốt nha. Phượng Lê size L nè. Mấy chị nghe tiếng nhảo nhảo, nhảo, nhảo thì nó đụng nhiều lắm. Nghe cái tiếng thổ này nó không đúng ai nè. Dạ lấy xanh size 16 còn không Tây ơi. 50.000 cái. 50.000 cái là mai mốt bầu lớn rồi mặc thoải mái nha. Size L màu xanh ngon. Rồi 16 của chị Mai Ngọc nè. Chị Mai Ngọc 300.000. Chị Mai Ngọc này ở đâu vậy? À, 1m686 ký. Rồi chị Mai Ngọc 300.000 nè. Con này đẹp lắm chị Ngọc. Màu trắng nó cũng sang nha chị Ngọc nha. Màu trắng cũng sang. Bên em size 16 nhiều mẫu đầm lắm. Em còn một bộ 80-90kg nè. Có chế nào chốt giùm em á. Không có kem lấy ba con đen đi. Không có kem lấy ba con đen đi. Bây giờ lấy ba con đen. Trời ơi còn bộ này 80, còn bộ này 90-100kg không ai chốt. Dạ khô heo á là 101.000 hộp. Dạ khô bò thì 260.000 bịch. Ăn đi rồi biết má em làm. Còn hiện giờ em còn khoảng cỡ mười mấy bì mứt gừng của chùa. Nhưng mà em nói mấy chị rất là ngon. Rất là ngon mấy chị, mứt gừng của chùa rất là ngon. Chị nào chốt mứt gừng của chùa chốt lên giúp giùm em mứt gừng của chùa. Hàng 90.000 tại chùa đưa cho em 80.000 kêu cô Yên bán giùm. Mà cô Yên mạo phạm bán ra 90.000 cho nên chế nào thương, chế nào muốn hùng phước thì mua giúp em. Không lừa đảo ai hết trơn. Của chùa làm thì nói của chùa làm. Còn mứt gừng thì ngoài thị trường nó đầy nhưng mà kệ mấy chị. Không kệ nó bỏ 90 cho em cũng được, cho chùa cũng được. Phụ, tại vì mấy tiểu ngồi làm tội nghiệp lắm ở dưới Vũng Tàu. Chị nào muốn địa chỉ chùa này thì cứ báo em. Chùa này có nuôi 16 trẻ cơ nhỏ 16 tiểu. Mà chùa này cũng khổ. Cho nên hàng ngày mấy em phải làm bánh chay rồi đi bán. Đó, nó vậy á. Euro Phạm 2 con. Đúng rồi. Hai con heo của Euro Phạm lấy đi con. Mua đi mấy chị, mua ai cũng vậy. Mua giùm em cảm ơn, mai em dắt đi nhậu. Cô bò một bịch nửa ký lần chị nhiều lắm á. Nhiều lắm chị, để mua giờ để Tết ăn. Hình như còn có 1-2 bịch nè. Còn có 1-2 bịch rồi chị Nguyên ơi. Còn 1-2 bịch, còn có 2 bịch rồi chị, 2 bịch 1 ký. Lấy ba quần mặc váy của Nguyễn Ngọc Thùy Trang chưa? Dạ rầu. Dạ nó kêu là dạ rầu, một size cái. Một size. Rầu lên tiếp hàng CLB, chéo này lên hàng CLB à. Lấy một hũ cô heo của bé Phạm Thị Ngọc Giai. Chị Phạm Thị Ngọc Giai 101. Rồi giờ em xem áo này nè, khô bò của Ngân Lê. Lấy hai bịch của chị Nguyên Phạm. Bây giờ nó trong group phải lấy hai bịch đây. Tại vì là thứ hai này má em vô một thùng chả với lại ít khô bò nữa mấy chị đợi em nha. Ghi cái này của chị Ngân Lê một bịch khô bò à. 260 trước bi. Ghi cho chị Nguyên Phạm trong group đi. Là một bịch khô, là một ký khô bò. Bán gì chứ giờ em đang bán khô bò còn có một bịch à.
Em bán khô bò còn có bịch rồi, em bán khô heo thì hủ. Còn mứt gừng thì chị đã mua 5-6 bịch rồi, chị đã mua ủng hộ chùa 5-6 bịch rồi, em không giới thiệu tiếp cho chị ha. Rồi lên tiếp. Thì nãy giờ chị hỏi với người khác hỏi vô em trả lời em bán dâm rồi đó. Thiệt. Nó tới tết một cái mục giác nhớ không ghê trời. Vậy thì cũng đâu đi bán dâm được. Cái này đủ má mấy đứa em thì tôi cái nhà tung sơn được đã. Má hán vậy sao đi bán dâm được trời. Đi ra đây, vô lại đây. Mấy chị chờ dưới nha, mấy chị để đi thay đồ lên với chị, rồi đi lựa đồ lên với chị. Bán dâm, bây nó kêu cái hén nhau đi bán dâm được đâu. Cái hén cửa đó phải để đâu đi bán dâm nữa. Mấy chị mua gì nói nha, mấy chị ơi, mấy chị mua mất gừng được không mấy chị? Mua ủng hộ chùa rồi mấy chị. Mấy chị mua khô bò mấy chị. Không nữa. À khô bò hết. Mứt gừng của chùa nha mấy chị, 90 ngàn một bịch ạ. À, một bịch nửa ký, mấy chị chốt giúp em nha mấy chị. Khô bò nhiêu? 260. Khô bò 260. Dạ khô bò nhà em làm là 260 nha mấy chị ơi. Còn khô heo tụi nhà tụi em làm là 101 nha mấy chị. Hàng nhà làm hết rồi mấy chị. Hả? Anh Tý hả? Nói thấy đừng sợ. Mấy chị chờ xíu từng người thoát ra nha mấy chị. Tụi em lên đồ thì người ta đi lấy đồ lên đó. Dạ, một hộp khô heo của Trần Thanh Nguyên. Chị Trần Thanh Nguyên, một hộp khô heo. Cái nhà em không có đường đi luôn, mấy chị đi đó gì mà giống như cái gian nan ghê luôn. 101 rồi. Mấy chị nhớ bấm fanpage theo dõi nha. Cho chút nữa em đăng tiếp tục hàng sale, rin sale đồ lên nha mấy chị. Ha. Một hộp khô heo của Hồng Điệp nữa kìa. Chị Hồng Điệp một hộp khô heo nè. Xếp bộ tay dài quần ngắn còn vậy xếp 300 nó nhiều mẫu lắm. Nó nhiều màu lắm mấy chị ơi. Nó như kiểu giống như hồi xưa mình hay nói một sĩ càng ở dán thuốc rắn đó chị. Mà hồi bữa trước đi tiểu phỏ tại nó bụi nè. Bữa trước đi tiểu phỏ một lần xong rồi nó nạo vẫn còn. Xong về ăn đồ mát cái nó phản ly. Xong giờ người mình bắt đầu lai thức khuya rồi ngủ không đủ giấc cái bắt đầu nó nóng lại là nó lên. Cục bây giờ thấy nó đi chàng hẻ không? Cái cục của nó bự hàng, nó bự quá đi nó kẹt hàng á. Đó rồi. Giờ lên gì? Mấy chị ơi mua giùm em bịch mứt gừng nha mấy chị. Mấy chị có thương em mua giùm em bịch mứt gừng tàu em. Rồi hôm nay bán áo này xe cho mấy chị nè, 80 ngàn. Rất là đẹp nha, mấy chị coi áo nè. Vải co giãn có size 60-100kg. Bán xe 80 ngàn. Rồi ai hồi nãy hỏi xích dây đâu rồi? Ai hồi nãy hỏi xích dây đâu? Ngồi lại đây tôi bán sale cho tôi còn có mấy set à, mười mấy set à. Ha. Em còn mã này mười mấy set, mấy chị coi áo nè. Mấy chị được, cái này là cái áo trong của em nha. Áo trong của em. À, áo trong của em, mấy chị đừng có để ý áo trong của em. Cái áo nó như thế này nè. Mấy chị cột dày cũng được. Mà mấy chị cột chéo cũng được. Ha. Đó, dễ thương không? Sale 80. Sale mấy chị áo này 80. 150, 160. Sale 80 áo này vải co giãn rất là đã nha. Rồi 80 ngàn áo, chốt áo kèm số ký đi mấy chị. Nhanh lên. Hộp xì dầu mà OB lắc. Là Út lấy cho con. Cố chấp. XL. XL của chị Bùi Thị Ngọc Trinh. Đi này con. 80. 80 của Bùi Thị Ngọc Trinh. Chị Bùi Thị Ngọc Trinh 80 ngàn. Áo này đẹp lắm nha chị Trinh. Áo này rất là đẹp nha. Vải co giãn đẹp dữ dàng lắm.
Lại coi dạng rất là đẹp. Ủa sao có mình chị Trinh chốt vậy ta? Trời má ơi, áo 80 mà mấy chị không mua nữa, xỉu cái đùng cái gì chân váy 250 tên. Gì đó vậy? À nằm thôi. Để chút nữa bỏ chung với cái bao đồng lộn xộn. Rồi lên tiếp nha. Gì đây? Rồi lên tiếp bộ này. Ngày hôm nay trong cái like này Yên xe cho mấy chị bộ này 90.000. Bộ này hôm qua em kia em mặc lên em live ring dễ thương lắm nha mấy chị. Cái bộ này ngày hôm qua em kia em mặc lên live ring rất là dễ thương. Mấy chị có ở sau là áo nhúng nè, kèm với dây xích nè. Và nó kèm với mọi lại một con chân váy quần nữa, đẹp không? Một con quần đùi nữa nè. Hèn chi bữa giờ thấy uống toàn nước dừa. Này nguy cơ là ngày mai ngày mốt bữa kia gì là coi như là nó bị đau quá là ngủ phải ghét chân tráng ngược á, bà đòi biết không? Rồi bộ này sale 90. Bộ này em sale mấy chị 90 nha mấy chị ơi. Bộ này sale 90 nè. Chị nào chốt bộ này chốt lên em kèm số ký, bộ xích kèm số ký, bộ dây kèm số ký. Bộ dây kèm số ký Trinh Phạm XL là bộ này còn ít lắm mấy chị ơi. Bộ này Yên còn ít lắm. Trinh Phạm 90.000 nè. Bộ này Yên còn rất là ít nha. Hôm nay em về cái đầm đẹp lắm chị Tâm Minh Thị ơi. 90.000 hai ịt của Nhi Uyên nè. 90.000 hai ịt của Nhi Uyên nè. Trời ơi bộ này đẹp lắm, tại vì còn vài bộ, tại bộ này khách đặt nhiều quá mấy chị. Bộ này khách đặt nhiều quá. Cho nên là bộ này còn có mấy bộ thôi. Size L của chế Lộc Nguyễn nè. Size L của chế Lộc Nguyễn 90.000 nè. Bộ này của chị Thủy Huỳnh 2 ịt nè. Bộ này của chị Thủy Huỳnh 2 ịt 90.000 nè. Với ai ạ? Rồi Thủy Huỳnh 2 ịt nè. Rồi xích của Đỗ Huỳnh Như bằng chị Yên nè. Xích của Đỗ Huỳnh Như 90.000 nè. Cái bộ này cái vải phi bóng nó đẹp lắm nha mấy chị. Cái bộ này vải phi bóng, nói chung là bộ này nó lên như công chúa đó mấy chị. Bộ này chị mấy chị mặc lên như công chúa, như búp bê bị hỏng á nha. Là bộ này nè. Bộ này như búp bê bị hỏng luôn. Rồi các chị nào chốt bộ này 90.000 chốt lên giúp giùm em bộ này 90.000 nha mấy chị nha. Bộ này 90.000. Bộ này hỏng giờ chưa chụp hình luôn á. Bán hết mà chưa chụp hình. Dạ 90.000 mấy chị ơi. Chị nào chốt bộ này chốt lên giúp giùm em nha. Chốt lên giúp giùm em bộ này sale 90.000. Bỏ anh ghế chốt. Dạ ai rồi coi bộ đùi 300 Đỗ Huỳnh Như, mày lấy bộ đùi 300 nào chưa? Đỗ Huỳnh Như lấy bộ đùi dây xích 300 nào chưa? Nếu ai mà chưa lấy bộ đùi dây xích 300 thì nên lấy nha. Tại vì nó đẹp từ chất lượng, nó đẹp tới phơm vải, mới đẹp tới cái phơm của sợi cây nổi. Nó là chung hàng xuất Nhật. Mà mấy chị biết hàng xuất Nhật thì nó chất lượng cực kỳ luôn. 3X 90k. Hình như không có còn chị ơi. Hết rồi. Hết 3X rồi chị ơi. Hết 3X rồi hông ơi. Hết 3X rồi hông ơi. Rồi đưa cái bao này qua luôn Tuy ơi. Này là gì vậy bây? Nó ghi là gì vậy? Dạ 67 kg. Ủa chị Tâm Minh nè, chị Tâm Minh 90.000. Ý Yên lên nha mấy chị, mã 5 phép ngực 280 xe 170. Ô Tuy Tuy ở bên trên kia nó còn cái bộ treo gì Tuy. Đấy chị để cho anh Phước anh làm cái đó đi. Cái bộ đen cổ trắng á, coi thử sai gì. Tháo xuống đây. Rồi coi thử ở trên đó có cái đầm đen khuyết ngực treo trời. Coi thử trên đó có đầm đen khuyết ngực. Rồi Ý Yên bộ này là 260 xe 120 nè, còn bộ còn size L không nè, chị nào lấy thì xe 120 nha, vải co giãn. Đó nguyên bộ nữa nè. Chị nào chốt bộ này size L thì chốt nha. Bộ này sale cho mấy chị 120 nè. 260 xe 120 chốt giùm em bộ nơ trắng. Bộ nơ trắng. Rồi đầm này nè. Chị nào chưa chốt đầm này thì nên chốt nè. Em nói mấy chị đầm này mặc vô nó mơn mởn luôn. Khi mặc vô cái chỗ cổ đi, khi cái chỗ này nó căng lên nha mấy chị, nó làm rất là đẹp nè. 280 xe 170. Chốt giùm em đầm khuyết ngực nghe mấy chị nha. Đầm khuyết ngực 280 xe 170 đầm khuyết ngực. Dạ đầm này còn size gì thì em chưa mở ra, em chưa biết đầm này còn size gì. Cho nên chị nào chốt đầm gì, đầm này size gì thì chốt lên giúp giùm em. Treo lên nè bây. Đô la đâu rồi ta? Ủa gì nè vậy? Ai có ông nội à? Nè, bây giờ đứa này. Này la rồi luôn không?
còn gì nữa. Rồi đưa cái bộ 80 ngàn này đây. Cái bộ xanh xanh đuổi. Cái bộ xanh đuổi 80 ngàn. Từ từ. Giống như con ngựa. Rồi em lên cho mấy chị mã đây nè. Mã này mà 220 sale 80 mấy chị. Mã này là mã đuổi. Và em nói thiệt với mấy chị là ai nhận bộ này cũng khen. Ai nhận bộ này cũng hỏi Yên ơi còn màu gì nữa, mà nó có còn màu gì đâu. Nó có còn màu này không à. Nó size L của nó là 55 đến 65 kg. Size L là 65 đến 75 kg. Mày nhắn tin rồi xong hết rồi mày ngừng lại rồi mày coi bill rồi mày mới soạn nha. Chứ không phải đâu mày đang nhập nhằn mà con này tao đang nhắn tin con này cái nhảy qua tới cái con kia. Từ con phường 6 lên tới lên con núi nhẹ rồi xồn bill lộn xộn mày tao. Biết ai không? Không. Đâu có béo mẹ đó hả? Quăng này. Đây là bộ đuổi nè mấy chị. Đây là bộ đuổi nè. Trời ơi em nói mấy chị form đẹp lắm. À. XL xanh của chị Linh Lương rồi, XL xanh của chị Linh Lương bán 80 ngàn là chị Linh Lương ơi. Chị Linh Lương 80 ngàn. 80 ngàn của chị Linh Lương nè. Đó. Áo đen 80k là áo đen hồi nãy Yên mặc thử đang dây hả? Coi đây áo đen nè. Áo đen này nè, tay L của chị Trần Thùy. Chị Trần Thùy 80 ngàn. Củ Dương XL nè. Củ Dương nè, 80 ngàn của Củ Dương trước nè. Củ Dương 80 ngàn. Được coi phải không? Của chị Trần Thùy nè. Của chị Trần Thùy nè. Đây. Của chị Trần Thùy nè ha. Bill mấy ngày Tết á. Không có 3X, nó còn size L với L. Trần Thùy đi. Rồi Trần Thùy nè. Trần Thùy 80 ngàn. Củ Dương có rồi. Bây giờ nãy Yên còn bộ chính tắc không biết không? Quỳnh Anh Nguyễn Lan chốt chưa? Bộ này của Thanh Tuyền nè. Thanh Tuyền 80 ngàn bộ đuổi nè. Thanh Tuyền 80 ngàn. Rồi bộ xanh nè của Cẩm Vân in rồi nè. Cẩm Vân 80 ngàn. Rồi xong chưa? Hết chưa? Bộ này còn size L với XL mấy chị ơi. Bộ nãy Yên còn size L với XL. Còn bộ gấu hồi nãy 100 ngàn. Các chị nào muốn chốt nữa bộ gấu không? Thì báo em nha. Rồi Yên lên hai cái mã này cho mấy chị nè. Cho em xanh thấy L không có. Nói chung là chị Tuyết mặc thấy L này cũng vừa, Yên mặc cũng vừa. Tại vì Yên trừ hao ngược mấy chị. Chứ thật sự XL này Yên mặc cũng vừa chị Tuyết. Tại vì em trừ hao là có những chị á, kiểu giống như là không có thích mặc bó á chị. Ha à, đó. tám mươi k đuổi XL dạ đây tối 8:30 Yên có like, chị có mua gì mua thêm bill nha, tại vì bill trên 100 ngàn ấy Yên mới đuôi đi được nha chị Quốc Khánh. Tối nào 8:30 Yên cũng ngồi động nè, còn buổi sáng thì tới mấy like lận, mà nhà em cũng không có chốt theo kiểu tự động rồi đâu, cho nên mấy chị cứ vào nói chuyện đi, em trả lời chậm một chút nhưng mà ý Yên trả lời cho mấy chị ha. Rồi của chị Tuyết Nguyễn 80 ngàn mới in đó con. Tuyết Nguyễn 80 ngàn cho nên mấy chị cứ tự nhiên đi ha. Ý Yên có một con áo nè mấy chị. Ý Yên có một con áo nam sale cho mấy chị 100 ngàn. Dạ áo nam này là size XL mấy chị. Áo nam này size XL, chị Aero Phạm đâu rồi? XL nè chị Aero Phạm ơi. Lấy con này nha. Lấy con này nha, XL nè. Dạ bộ XL của chị Tâm Nguyễn Thị Minh 80 ngàn nè. Chị Tâm Nguyễn Thị Minh 80 ngàn. Rồi chị nào chốt áo nam thấy XL 200 ý Yên sale cho 100 nè, vải đẹp đó. Áo nam của Chế. Áo nam của Chế ngon. Áo nam của Chế Trinh Phạm nè. Áo nam 100 ngàn của Chế Trinh Phạm nè. Chị Trinh Phạm 100 ngàn. Áo nam bây giờ ở bên nhà ý Yên còn size L với 2X thôi. Áo nam bây giờ ở bên nhà ý Yên còn 4 con, 2 con L và 2 con 2X. Mấy chị có muốn coi thì báo em lấy cho ha. Đó. Rồi bộ đuổi xong rồi nè, qua bên. Cái bộ thể thao này nè mấy chị. Cái bộ thể thao LV Yên chuẩn bị lên nè. Mà mấy chị không chốt là mấy chị tiếc lắm luôn nè. Để em lên cho mấy chị.
Vải áo co giãn, vải quần co giãn nha mấy chị nha. Vải áo co giãn, vải quần co giãn rất là nhiều nha. Rồi em lên bộ này. Ý Yên có áo dài vàng nha. Bộ này là 250 xe mấy chị, 170. 250 xe 170. Áo nam khách L. Tì ơi, qua còn mấy cái áo nam bên nó lấy hết qua đây Tì. Còn mấy con 200 ngàn em xe cho mấy chị 120. Ha, 2X là còn cỡ tùy à chị, 75 80 kg dưới 80 kg tùy à chị, tùy nha. Tùy. Chị Quốc Khanh ơi, cho em xin chị số điện thoại chị với mấy chị rồi. Dạ em lên cho mấy chị bộ lính nè. Trời ơi bộ này mà xe 170 là mấy chị vô một khúc. Vô hò hò vô ta. Đây. Kéo vào ta nào. Nói chung là Yên bán hàng không có ngọt ngào được nha. Không có chị yêu. Em yêu. Cục cưng yêu. Ờ không nói gì được nha, miền Trung nó cọc lóc rồi mấy chị nha. Nghe vậy cho quen đi. Nè mấy chị coi nè. Mấy chị coi cái chữ LV này đã thấy nó phối lính không? Đó, nó kèm với cái quần phối lính cùng màu này thấy chưa? Ồ chết rồi Yên đẹp không? Sale 170 mấy chị ơi, bình thường Yên bán một con quần thụng hay không để 170 200 rồi. Quần rút dây nè, kèm với có bo chân nè, bộ này đẹp không? Trời ơi, bộ này mấy chị chốt 170 mấy chị mê. Chốt giùm em bộ 170 kèm số ký hoặc là bộ lính kèm số ký nha. Rồi chốt lên đây, ý Yên quăng tay luôn nha mấy chị nè. Lính kèm số ký hoặc là 170 kèm số ký nha. Nhanh mấy chị ơi. Hãy nhanh tay lên nào anh. Đó là đặc sản của Yên mà. Thiệt, ý Yên không có ngọt nhưng mà em giải quyết bill đàng hoàng lắm mấy chị ơi. Thiệt lòng luôn á. Bộ này 68kg của chị Linh Lương nè. Em không có ngọt ngào chứ mà em có lừa đảo, em cũng không có soạn hàng lộn xộn cho ai. Nếu lỡ có lộn là em cũng xử lý hết trơn rồi ha. Bộ này của Linh Lương 170 nè. Ai mua quần địt bụng với quần lót báo em nha. Chị cô ba ra lựa bộ này nè. Rồi bộ này của chị Tâm Nguyễn Thị Minh 170 nè. Tâm Nguyễn Thị Minh 170 ngàn nè mấy chị. Ông chồng em còn chưa nói ngọt được mà ông thích sẵn chị ơi. Thiệt. Một lần kêu ngọt cái mà kêu là ai trẻ hồn trẻ xác rồi con dò tao liền. Ai mấy chị ai nữa? Có ai nữa không? Ô không có ai nè. Không ai thiệt á hả? Rào không ai mình lên mẫu khác tiếp đi. Vậy lấy một bộ lấy rộng đi, vậy lấy XL nha, 70 đến 80 kg nha. Chị Quốc Khanh ơi. Khanh cần 170. Chị Quốc Khanh ơi, chị không vào cho Yên xin địa chỉ số điện thoại là Yên xã Biêu nha. Thiệt rồi chị Khanh nè. Của chị Khanh Trần nè, 170 nè. Có size em lấy một bộ size 100 kg hả? Em 108 size 100 kg rồi để BB qua nó kiểm tra hình như còn hả chị? Để BB qua kiểm tra bây giờ. Qua kiểm tra nè. Sơn Mai một bộ, chị Sơn Mai ơi cái bộ gấu á, Ý Yên đang bị khùng hết rồi mẹ Yên quên lộn chút xíu chị lấy bộ khác đi. Em có một bộ gấu mà chân váy ép ép đẹp lắm, tí xíu em sale cho 100 ngàn lấy. Chị Sơn Mai 170. Sơn Mai size L rồi. Rồi size L 170 của chị Sơn Mai nè. Kiểm tra ra kỹ đi. Chị Quốc Khanh nhắn tin em ở cái bay nè, chị nhớ cái bay em nha, shop quần áo biết size Ý Yên. Em đang nhắn tin cho chị nè. Em mới nhắn tin cho chị nè. Đó, em mới chào chị á, chị vô trong đó chị cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Rồi, XL hay hết. Hết rồi. Nè, còn mấy cái áo nam nè. Hết bay rồi chị có hay kìa. Áo nam. Đây là áo thôi sale cho mấy chị nè. Sale mấy thôi sale 120 chứ ai đi sale 100. Sale lỗ quá trời, size L nè mấy chị. Size L nè. Sale 120 nha. Ở lên lót chị Sơn Mai lấy lót nhiêu ký? Lên lấy lót có hai loại mới về. Chứ quần địt bụng thôi, chứ quần mặc váy thôi đây. Size L nè. Size L là bằng ký chồng em ở dưới 62 63 ký. Size L là bằng ký chồng em nha, dưới 62 63 ký. Size L mã sọc đỏ, size L mã sọc xanh. Xuất sắc chưa? Rồi size L có hai, còn hai con này nè. Còn hai con này sọc đỏ với sọc xanh. Size L. Rồi cái này size 2X nè mấy chị. Cái này size 2X nè. Xanh đen phối trắng.
Dạ con này em bán rẻ cho mấy chị nè. Con này em không biết gì sao mà nó bị không có trăm ký. Nó bị hơi lem ở trước nè. Nó bị hơi lem ở trước nè. Con này bán cho mấy chị áo hơi lem. Hay là còn cỡ dưới 75-80 ký. Con này hơi lem bán mấy chị 50 ngàn nè. Đó em thấy sao em bán vậy nha. Linh Lương 120 nè. Linh Lương 120. Linh Lương 120 nè. Hơi lem nè. Hơi lem 50 ngàn nè. Anh Tư mặc áo sọc đỏ này không? Rồi mặc áo sọc xanh này nha. Sọc xanh này nha. Rồi đưa cái áo này cho anh Tư đi. Chốt Tư 120. Tư hói 120. XL 100 là sao chị? Không có XL 100. Hơi lem của chị Huỳnh Trinh. Hơi lem của chị, từ từ, của chị Bùi Thị Ngọc Trinh. Hơi lem của Bùi Thị Ngọc Trinh. Bùi Thị Ngọc Trinh 50 ngàn. 50 ngàn của Bùi Thị Ngọc Trinh. Không, đọc hiểu mà. Bộ lính không có cho chị cô ba. Đọc hiểu mà chị, không sao. Em cũng nói bậy muốn chết. Có chị Sơn Mai. Chị lấy cái áo bia xuống lấy quần lót ra đi. Ba quần lót lên. Bỏ bên này. Dạ từ từ em lên mã này nữa. Em lên quần lót nha. Còn ba áo nè. Còn ba áo nè. Nè tính cho chị Huyền Trang Lê cho con này 50 ngàn luôn đi. Huyền Trang Lê 50 ngàn. Áo nam bây giờ còn hai con size L dưới 63-64 kg rồi chị. Còn hai con là chị Trinh. Hồi nãy Yên chốt bộ kia chị size 2 chứ. Size XL hết trơn rồi. Chị Trinh có lấy thì báo em, còn không lấy thì cứ báo xã nha. Nè em còn hai con nè. Ai lấy hết hai con đi 200. Chị nào lấy hết hai con đi bán 200 cho nó vui. Hả? À. Ai lấy hai con bán hai trăm. Hai con 200 của bé Dương Kim Hạnh nè. Hai con 200 nghìn. Rồi. À, bây giờ em sẽ lên lót cái nịt bụng nha. Trước khi lên nịt bụng với Yên sẽ lên lại lót. Mà trước khi lên lót thì em lên quần mặt váy. Quần mặt váy thì 60 kg đến 100 kg. Quần mặt váy hai con 100 ngàn, ba con 150, không bán một con. Hai con 100 ngàn hoặc là ba con 150, không bán một con. Đó là quần mặt váy. Xả cái gì của Trinh Phạm gì kia? Xả Trinh Phạm nè. Xả hai ít. Xả cái nào? Hồi lễ về có không? Để cho coi áo nam không mà xả hai ít đâu có đâu. Áo đó 100 ngàn là chị Trinh lấy lúc đầu XL rồi. Không phải đâu, mà xẻ cái nó đâu. Đâu nãy giờ chưa lấy áo của chị mà. Đây nè em lên quần lót nè chị. Em lấy cái màu cho mấy chị dễ coi cái gân nè. Em lấy cái màu cho mấy chị dễ coi cái gân. Mà chị coi cái vải quần lót nè. Chị thấy cái vải gân đó không? Mà em nói mấy chị nè. Bao máy giặt, bao thị trường, bao khi đít, bao khi hán, không có bị hâm, không có bị chật. 10 quần 390, 5 quần 200. Riêng cái quần này Yên bao mấy giặt cho chị nè. Riêng cái quần này Yên bao mấy giặt cho mấy chị nè. 65 đến 100 kg. Quần này mấy chị thấy không? Phu vô nó rất là đã. Kéo ra nó rất là sướng. Quần này Yên bao cho mấy chị mấy giặt. Bao mấy cày, bao mấy hút bụi luôn nha. Bao mấy hút mỏ luôn. Bao mấy hút chân không luôn. Quần này đi bao đêm luôn nha mấy chị. Em bao hết cho mấy chị. Quần con là Yên bán quá trời luôn. Yên bán mấy ngàn cái ha. Đơn mất gần đi chưa vậy? Đi rồi, đi rồi chị. Thì bây giờ chị cũng có hai cái áo này nè, lấy đi. Lấy em thêm khô heo. Khô heo lấy mấy chục hộp chị. Cho nên chị nào rồi em còn 20 con quần lót ren. Quần lót ren là quần lót nhẹ nhàng nha. Quần lót ren là quần lót rất là mềm mại. Quần lót ren thì em còn có 20 cái à. À. Dạ hồi nãy có một con áo đen của chị XL. Còn xếp bộ của chị Trinh là XL thôi, 70-80 kg thôi. Rồi Yên lên quần ren nè, quần ren giá cũng y chang là quần lưỡi. Quần ren cũng giá y chang quần gân. Nhưng mà đây là sự lựa chọn của Yên. Tại Yên thích mềm mềm, nhẹ nhẹ, thích quyến rũ, thích ngủ mình vậy đó. Quyến rũ nhưng mà thích ngủ mình. Chứ ngủ với quỷ kia kéo đàn cò nó chơi 4 bộ môn phối hợp. Em thức tới sáng luôn. Em nói thiệt không có thằng chồng nào mà chơi lần 4 bộ môn phối hợp á. Người ta chơi 4 bộ môn phối hợp là chơi ngoài sân vận động. Quỷ chơi 3-4 bộ môn phối hợp chơi trên giường. Nghiến, ngáy, địch. Gì nữa nè. Thở
không có nha mày. Đó, rồi cho ba bộ môn phối hợp mấy chị. Ngủ nè, ngáy nè, rồi nghiến răng nè, rồi địch nè, đó, cho ba bộ môn phối hợp. Nói có dối lòng không mập. Đây nè mấy chị, đâu có muốn ngủ chung. Đây từ ngày mà lên ngủ chung với ông nội 4 tháng giờ, trời ơi ngủ nó sướng, ngủ tới sáng luôn. Đây nè, quần ren nha. Ok chị là cái gì Trinh ơi? Trinh ơi, ok chị là lấy gì vậy? Lấy gì nói đi. Ok là nói gì á, lấy gì á? Rồi ai chốt quần lót, chốt giùm em quần lót ha. Vậy để em đừng ngủ vậy. Một khô heo của Dương Kim Hạnh 101 nè. Đưa quần nịt bụng này bây. Rồi lên quần nịt bụng nha mấy chị, rồi cắt bao lót nha. Mấy cái quần này mấy chị mặc sướng lắm. Mấy chị mặc về là mấy chị bị phê lòi luôn. Rồi quần nịt bụng nè. Quần nịt bụng đó. 65 đến 95 kg. 65kg đến 95kg quần nịt bụng mấy chị. Nè mấy chị thấy rồi ha. Quần nịt bụng nè. Hơi bị đã nha. Dạ 150.000 cái. Nó có màu kem và nó có màu đen. 150 nè. Ủa còn ai có like không vậy? Không ai có like yên xuống like nha mấy chị. Để người ta nói mình kỳ chết à. Thiệt á. Ai mua giùm bị bịch mất lần mua giùm em ơi. Một mình chị Dương Kim Hạnh chỉ mua lần 6-7 bịch đó mấy trời. Nói thiệt, mua giùm chùa đi, mua ai cũng vậy, mua giùm chùa, chùa cảm ơn quý Phật tử rất nhiều nha. Ủa không ai nói chuyện luôn trời. Ủa Ngọc Thanh không có lấy hàng về không Châu? Châu ơi. Anh Tư ơi, từ đi tôi đi. Ủa Ngọc Thanh có đưa hàng về không? Có mà. Dạ chị Trăng Ánh, 5 cái lót ren, 5 cái lót ron. Dạ 1, 2, 1, 1, 1, chú, chị, đây đó. Đây đó. Đây đó. Đây đó. Đây đó. Đây đó. 5 cái được không? 5 cái lót ren 390 của chị Trăng Ánh. Rồi tiếp tục. Ở 1, ở chú, ở chị, ở phó. Ở vai 1 lấy 5 cái màu đẹp nè. Rồi 5 cái. Ở quánh, ở chú, ở trí, ở 5. Rồi cắt đi. Cắt quần nịt bụng đi. Bán tới gì nữa ta? Quần mặc váy 2 cái của chị Tâm. Ở quánh, ở chú, ở 2 cái. 100 cái. À 100 ngàn. Em có cái quần nịt, cái quần mặc váy mà cái quần có nịt bụng nữa. Nó cái ghim nó đã lắm. 60.000 cái mấy chị muốn coi không? Rồi xong đưa bao lót dưới này tay ơi, tránh chỗ. Rồi cái bộ này tối qua ấy yên sale nè. Bộ này qua ấy yên sale nè. Bộ này sale hơi bị phê. 320 mà sale còn 200, vẫn còn cao. Nhưng mà tại vì nó 320 lận. Nó may bằng vải bố. Đây là cái con khót đi lê ở ngoài nè. Đây là cái con khót khỉ ở ngoài nè mấy chị. Dễ thương không? Hơi bị dễ thương. Rồi đây là cái con sơ mi ở trong nè. Mà Ý Yên nói tưởng nhỉ, Ý Yên may sơ mi phơm đẹp lắm. Đây là con sơ mi ở trong nè. Và ở dưới là nó có một con quần bố. Rồi bộ này 320 sale cho mấy chị. Bộ này 200. Rồi em xuống like nha. Đây còn 38 chị á. Đây nè mấy chị. Đây nè. Bộ này 320 sale cho mấy chị 200. Còn ai không? Con gì kêu vậy? Đúng không? Nó chữ vậy mà không biết nhục không? Chị Trinh Võ không có lấy cái bộ đó sẽ ra bán cho khách. Ý Yên còn một bộ này size 80 đến 90 kg. Lấy cái này 2XL cho anh nè ha. Chị đợi em nha. Trinh Võ.
Bi mới, chị Trinh Võ mới nhắn tin đó Bi à. Bộ 200, 7 kg. Cái bộ của ai? Anh đang hâm gì đó mới chọn không thôi anh. Cái đây xẻ không bên. Đưa đưa mẫu đó chị. Rồi mua đồ nấu canh chua mệt chưa? Ủa 267kg của chị Tâm Nguyễn Thị Minh. Mấy chị ơi, giờ mấy chị mà mua hàng xe mà mấy chị xả kiểu này nữa nha. Lễ Yên sẽ xả hết bill mấy chị và không có bán hàng xe nữa. Cái mùa này là ai buồn chịu nha. Còn bây giờ mà mấy chị đã mua hàng xe như thế này rồi mà mấy chị sale cỡ đó mà mấy chị còn xả này nữa thì em thua. Đi lại kiếm cái bộ này size L cho chị Tâm Minh nè. Tấm bao này nè. Nè Ý Yên còn bộ này nè mấy chị. Ý Yên tại vì cái bộ này của chị Trinh Võ là Ý Yên tự chốt. Nha bộ này. Bộ này 80-90kg còn đúng một bộ sale 170. Vải co giãn nha. Còn đúng một bộ sale 170 size L. Kiểm tra đây Tâm Nguyễn Thị Minh size L. Đây nè mấy chị. Kèm với lại chân váy dài nè. Còn mùa này là ai buồn này Ý Yên chịu à. Tại mùa này là Ý Yên là cái người bán cực kỳ dễ chịu cho mấy chị luôn ha. Hàng xe mà bây giờ mấy chị đi xả kiểu này có lờ. Rồi xếp đàng hoàng này cho chị Tâm Nguyễn Thị Minh. Rồi chút nữa nếu Ý Yên khỏe thì Yên live in. Còn không khỏe thì thôi nha mấy chị nha. Không khỏe thì tối 8 giờ mình chơi tới mốt. Hồi nãy ai hỏi bộ đồ gửi đồ của em chưa. Nếu em chưa gửi em sẽ dồn đơn. Còn nếu em gửi rồi thì cái bill này em sẽ dồn sau nha chị. Em sẽ dồn tới thứ hai, thứ ba nha chị Trần Ánh ha. Ok không chị? Rồi chào mấy chị nha.